Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn Ngày hôm qua thì em Tuấn có lên sóng giới thiệu đến quý vị các bạn Chiếc đài Sony CFS 3 số 7 Và buổi sáng nay thì giới thiệu đến quý vị các bạn Một chiếc đài Sony 710 Và có một số bác có đề nghị em Tuấn quay giới thiệu Một số chiếc đài radio ở bên cửa hàng số 2 Và hôm trước thì em cũng Tuấn đã có đã giới thiệu qua rồi Nhưng mà nhiều bác cũng có đề nghị Nên là em Tuấn cũng sang đây quay lại một lượt Để các bác có sự lựa chọn riêng của mình đó. Và đầu tiên em Tuấn sẽ quay tổng quát một lượt nhé à, những gian hàng ở bên này thì cũng có đang có một số chiếc TV à, 14 inch màn hình màu à, của JVC, Sony và DU và những chiếc TV à, đen trắng, một số TV của National, Sharp, um, Samsung à, và Sanyo à, và đây à, tiện thể đây thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến những chiếc radio đang có sẵn nhé. Ở phía bên đây đầu tiên là chiếc uh, Sanier chiếc này thì đang giao lưu với giá 2 ,3 triệu 3 Chạy hai băng, gồm cả AM và FM các bác nhé FM thì 90 nhưng mà đã được nâng lên 108 rồi Chiếc này nâng được 108 nhé các bác nhé, còn chiếc nào không nâng được thì em Tuấn sẽ nói là không nâng được Ok, và tiếp theo là chiếc uh, National Panasonic Chiếc này có cái form dáng nhỏ gọn, cũng có bao da có cả tai nghe uh, liền theo luôn nhé, máy zin luôn, tai nghe của nhật luôn. và chiếc này thì đang giao lưu với giá là 2 triệu ba, đấy bằng giá chiếc uh, Sanyo này. Đấy, tiếp theo là một chiếc Na Panasonic nữa, đấy, chiếc này thì form to hơn. các bác nhìn ở phía bên ngoài thì nhìn cái vỏ da nó như thế này thôi, nhưng nó là vỏ da zin và ở phía trong nó rất là mới các bác nhé. đấy cũng phải chia sẻ với quý vị các bạn là phía trong đà, đài nó rất mới, chứ không phải là nó nó cũ nó xấu gì đâu cực mới luôn một tay thì em tuấn nó khó rất là khó lấy ra nhé Đấy, xin phép các bạn để em lấy chiếc đài ra này các không biết là đài nó mới như thế nào tất cả những dòng radio này là hàng bãi về thì nó rất là mới này cực đẹp luôn chiếc này thì giá đang giao lưu với giá hai triệu sáu và chiếc này cũng có, cũng có cả tai nghe zin nhé tai nghe zin theo máy này à, ok à, chiếc đài này chạy hai băng các bác nhé. gồm có SW và MW và MW là AM còn SW là sóng buổi tối cũng bắt được nhiều đài nước ngoài tiếp theo là một chiếc uh, Sony nữa Đấy, chiếc này là hình như là TF 110 thì phải 110 đúng rồi hình như vậy và đây là chiếc đài rất đẹp quay sách uh, dây lạ da zin quay ra bao da zin chiếc này thì không có tai nghe nha các bác nhé chỉ có bao đấy thôi nhưng mà không có tai nghe ở trong đâu Trên này đang giao lưu với giá là 3, ,3 triệu ba máy rất đẹp tiếp theo là một chiếc nữa chiếc này là chiếc Sony ICF 1100 trước kia là 110 còn chiếc này là 1100 đấy, trước kia là 110 còn chiếc này là 1100 chiếc này chạy 3 băng gồm có F, FM SW và MW chiếc này đang giao lưu với giá là 3 ,6 triệu 6 nhé đó là về mấy những chiếc radio ở trên này thì có một chiếc Sony nữa mono chiếc này thì có cả băng cassette nữa nhưng mà em chưa test mới về đây là một số mẫu radio của National Panasonic này một chiếc radio đèn của sáp này Đấy, tiếp theo lại một chiếc radio nữa của dòng uh, Motorola chiếc này thì cực kỳ ít rào trên thị trường nhé National Panasonic trên này hình như là cũng là National ai và chiêu dòng uh, chiêu thì cực kỳ ít gặp trên thị trường em đã có một chiếc tivi sáp na tiêu nan chiếc này tiểu hai vỏ gỗ hai bên các bác nhé chiếc này thì chiếc uh, sáp siêu cổ rồi khẳng định ở miền bắc này là rất ít luôn và bên này em tuấn đang có một số chiếc uh, samsung 359 r tuyệt đẹp nhé một hai ba ba chiếc trên này là 351 và 352 màu đỏ Đấy. Bên này là dòng Samsung 17 vỏ gỗ Và Sanyo 17 vỏ đỏ Đây, đây là hiện trường mà hôm trước có một bác khách bác đấy vào mua đài nên là em đang test và đang để đây Em mang ra đây test để ngồi đây để chúng ta à, cùng à, nghe Em đang chạy đây, đang chạy chiếc sáp GF3 số 7 đấy chiếc này đang giao lưu với giá là 21 triệu nhé máy bãi tuyệt đẹp ở phía dưới là trước Sony 1980 trước này thì còn nguyên cả bao ra nữa giá 5 triệu rưỡi QT88 đỏ giá 21 triệu dòng Victor có cả TV nhé dòng này thì em cũng mới về này giá lên quanh khoảng 6 triệu rưỡi Sony 7010 Sony 1980, Đấy, trước này thì 4 triệu rưỡi, còn trước này thì 4 triệu. Sony 1980 55 mã, 4 triệu. Sony 1790, giá 3 ,6 triệu 6. Hai dòng này gần như là giống nhau này, chỉ khác nhau một đời thôi. Con này là 370S, còn con này là 350S nhé, có hai cái. Sony 560, trước này tuyệt đẹp nhé giá 4 2 triệu 2 Sanyo U4 Trên này giá 3 triệu 2 nhé Máy cũng rất đẹp à, Hitachi VK4 chứ quên à, Xin lỗi quý vị các bạn Em đang nhầm vào Sanyo Đây là chiếc Hitachi VK4 Giá 3 triệu 2 nhé Màu đỏ hai cửa băng Dòng này thì cũng trưng bày rất đẹp Máy bãi nhé Viền cờ này các bác này Cực mới luôn Giá rất tốt đấy 3 triệu 2 một chiếc Sony 1085 tuyệt đẹp chiếc này là hàng siêu tầm anh em anh em nhé ở bên cửa hàng kia cũng có một chiếc 2 triệu uh, rưỡi thì phải bên này thì chiếc này đắt hơn chiếc này hơn 3 triệu quá nhá 3 triệu rưỡi tuyệt đẹp nói chung là tìm được một dòng đài 1980 uh, như thế này thì cũng rất là ít gặp trên thị trường Đấy. và đây là một dòng đài tại đài ở bác thì gọi là bô trong nam gọi là bô dòng này sản xuất tại Nhật Bản điện 100V và có ba chức năng chính gồm có FM line in và băng cassette chạy điện 100V nhé tiếng cực hay luôn bác nào có một cái phòng ngủ tương đối à, vừa vừa thì nghe chất âm dòng đài này qua line in thì tuyệt vời Chúng ta kết nối với cục thu Bluetooth nữa thì hết bài tiếng cực hay em đang có bốn chiếc một hai chiếc dưới đây là ba và chiếc trên này là bốn nhé Ok và bên này thì em tuấn có sưu tầm thêm một số những dòng đồng hồ để bàn, điện thoại để bàn, bàn ủi một số đồ đồng thì em tuấn cũng yêu thích thôi. cái này là cái sưu tầm thêm thì bác nào có nhu cầu tìm những cái đồ này về chơi trang trí để cô thì có thể điện thoại cho em. đèn dầu này. đồng hồ con gà, đồng hồ để bàn xưa. À, trước này màu xanh rất đẹp này hàng thì tất cả đều cũng đang hoạt động tốt thôi có điều là lâu không chạy thì về phải, phải lau, lau dầu qua là sẽ chạy thôi điện thoại về quay số Đó. màu đỏ có ba chiếc một chiếc màu xanh lá cây một chiếc màu vàng be tiếp tục một chiếc màu vàng be nữa một chiếc màu đỏ bàn ủi con này, con gà thì em có ba chiếc đấy, hàng của em tuấn là đang là đang là phun đồng nhá có nghĩa là bàn là bằng đồng con gà bằng đồng và cái quai sách này cũng bằng đồng nhá còn một loại nữa là bàn là bằng đồng con gà nhôm quai nhôm hoặc là bàn là là đồng con gà là đồng nhưng mà quai lại nhôm đấy nó có nhất nhiều dòng như các bác nhá của em tuấn là đang là full đồng có nghĩa là ba thứ đều là đồng nhá con gà này bàn là và cái quai sách Đấy, bên này có một cái cân đồng nữa này Đó. ok Đấy, bác nào đang có nhu cầu tìm những cái dòng chơi thêm trang trí cho những cái đài cassette hoặc những cái vị trí ở phòng khách thì hãy liên hệ cho em bên này có một chút số radio đèn của đức mới về nhưng mà em cũng chưa có dọn được ngày mai mốt sẽ thành lập cái quán cà phê bên này thì sẽ để trang trí và giao lưu đến quý vị các bạn này một chiếc đài đích nữa này Đó. đây một chiếc đài cực kỳ là to luôn rất to và nặng chiếc này có chạy radio và đĩa than đó catalog còn nguyên này rất tuyệt vời ok và sau đây em tuấn xin phép được dừng video test trước uh, test các uh, chiếc radio để giới thiệu với quý vị các bạn cũng như là giới thiệu một số sản phẩm đang có sẵn ở bên cửa hàng số 2 để quý vị các bạn có thể tiện vào giao lưu và một lần nữa em Tuấn xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khách hàng trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau nhé.